Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em. Dạ. À, xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu. Dạ. Chúng ta cùng giới thiệu lớn lên cho mọi người cùng nghe nha. Dạ. Mời em trai. Xin phép được chào chú Hoàng Linh và cô Vân và tất cả mọi người khán giả có mặt trong ngày hôm nay. Mình tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Nam. Năm nay mình 29 tuổi. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Nam làm gì Nam? Dạ em làm nhân viên thiết kế. Thiết kế về quảng cáo, về... Không, dạ em thiết kế về những cái dụng cụ máy móc và linh kiện của bên cơ khí. À, cơ khí. Dạ. Có em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh, chào tất cả quý khán giả đang có mặt trong trường quay. Em tên là Lê Thị Mỹ Hoàng. Em năm nay em 28 tuổi. Em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Công việc hiện tại của em là em đang làm y tế cho trường học. Y tế hả? Dạ đúng rồi. Làm y tế có nghĩa là em làm ở phòng y tế đúng dạ, không? Dạ đúng rồi ạ. Hoàng nói về điểm mạnh và điểm yếu của Hoàng đi. Dạ, điểm mạnh của em thì em là một con người có cái tính rất là cố gắng. Em luôn cố gắng tất cả mọi việc. Bên cạnh đó thì em có sở thích là rất thích chăm sóc gia đình của mình như nấu ăn. Dạ, còn điểm yếu của em thì em khá là tự ti về bản thân của mình. Thôi em, tại sao có bao giờ em có soi kiến không? Nhà em có nhiều kiến không? Dạ có. Rồi em có soi kiến hàng ngày không? Dạ có. Tại sao em lại tự ti? Trời ơi, thật quả là bất ngờ luôn á. Em tự ti về điều gì ở trong con người của em? Tại em thấy em còn thua thiệt nhiều người ngoài xã hội lắm. Chị nói em nghe, cái nghề nào cũng cao quý của nghề đó hết, không có gì là thua thiệt hết. Không bao giờ được suy nghĩ như vậy. Hiểu chưa? Yeah. Linh, Linh. Hả? Linh, ông mối, ông qua đây đi ông mối. Trời ơi, ông mình nghe đi. Cái giọng nhỏ nhẹ vậy mình biết cô này rất là dễ thương rồi. Ông qua đây. Bây giờ nè, khoan, từ từ tôi qua, tôi hỏi mình đằng trai cái đó. Dạ. Em, có điểm yếu điểm mạnh gì nói cho đàn gái nghe để anh qua anh giao lưu đàn gái chút xíu coi. Dạ, điểm yếu của em á là hơi tò mò và lại nóng tính. Tò mò mà nóng tính nữa. Dạ. Còn điểm mạnh của em á là năng động và siêng năng và chịu khó, lắng nghe và học hỏi những cái gì mà tiếp thu mới. Dạ. Có mấy mối tình rồi? Dạ, từ đó giờ em có hai mối tình. Hai mối hả? Dạ. Mối mấy năm? Cái mối hồi trước là thời sinh viên á. À. Còn là đi học á thì trong trường học cấp 2 đã có. À. Sau khi mà đi học trên sinh viên học đại học lên á thì em có quen một bạn nữa, nhưng mà đã do là bạn đó đi qua nước ngoài lập cơ. Yêu xa đúng không? Định cư đó là chưa. Xa mặt cách lòng mà chia tay đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi vậy là biết cái tình trường rồi. Con em nè, bây giờ tôi hỏi con người gì mà tự tin, tự ti là sao? Em chào anh Quỳnh Linh. Trời đất ơi, sao mà xinh dữ vậy? Rất có nét nha, thật chất luôn á. Mà điều dưỡng ai cũng thương hết. Mà nói hỏi là em, cái điểm yếu của em là em tự ti, là nước mắt ngấn lưng tròng rồi đó. Bởi vì tôi mới kêu ông qua là lý do đó. Vậy? Ông nói thử con người này mà tại sao tự ti. Bây giờ nói thẳng luôn, em xinh đẹp em có quyền đó. Đúng, em đẹp em có quyền. Đẹp mà rất cân đối nha. Chắc nhiều người yêu lắm đúng không? Dạ không. Có bao nhiêu mối tình rồi? Ừ. Dạ em trải qua hai mối tình chính thức ạ. Tại sao chia tay? Em chia tay người ta hay người ta chia tay em? Dạ người ta chia tay em ạ. Trời đất ơi, khó hiểu thiệt chứ. Tại sao? Lý do? Lý do là do hai đứa không cùng quan điểm nên là không có đi đến được xa. Trời ơi, xinh xắn như vậy mà tự ti mới tự ti cái gì? Công tử. Đã được rồi, tôi coi chàng trai. Trời ơi. Thấy chưa? Ôi ơi, chào cưng. Trẻ trung. Ngồi à. Ngồi đi dạ, nào dạ. Là hai đứa đứng về ngoại hình thôi là tôi thấy xứng rồi đó. Đúng không? Bây giờ là mình muốn tìm người yêu lý tưởng nào, mình nói bên đàn gái đi. Dạ, một người lý tưởng thì con cần một cái nụ cười tỏa là xinh đó. Một cười tỏa nắng. Dạ đúng rồi, dạ cần nụ cười khi đi làm bên ngoài về rất là mệt mỏi rồi, mình cần về nhà mình cầm một cái nụ cười thôi là đủ, là cảm thấy như là có cái sự kích thích lên chút xíu. Chính xác. Cô này cười tươi lắm. Ôi. Và nhẹ nhàng nữa, đúng không? Đó, rồi sao nữa nè? Thì con chỉ cần khi như vậy thôi là da trắng một xíu. Ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì ưa nhìn. Ưa nhìn đúng không? Nếu mà hơn cái ưa nhìn là coi như mà quá đẹp thì là quá tốt đúng không? Ưa nhìn quá luôn. Đàn gái. Dạ. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ, theo em thì em không có mẫu người đàn ông lý tưởng. Quan trọng là đối phương của em là hiền, cái quan tâm chia sẻ, không hút thuốc, rượu bia để biết chừng mực à. Có thích đẹp trai không? Chút chút cũng được ạ. Em không thích điều gì ở đàn ông hả? Em không thích đó là điều không thật lòng.
không thật lòng. Dạ đúng rồi. Cái này khó nha. Dạ. Để hiểu được lòng nhau cũng cần thời gian lâu lắm. Thôi được rồi. Còn bạn ra bạn không thích điều gì ở phụ nữ? Dạ, à, giả dối. Giả dối. Dạ. Một bên là không thật lòng, bên là giả dối, chúng nó giống nhau rồi. Đúng nhau. Hôm nay Cương đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi có đồng nghiệp của em. Có đồng nghiệp. Mời đại diện đàn trai. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân cùng các bạn ở có mặt tại trường quay hôm nay. Mình xin giới thiệu là mình làm chung với lại Nam cũng gần được khoảng 2 năm nay. Nhận xét với Nam khi mà làm chung hàng ngày đó thì bộc lộ hết, thì mình thấy được là Nam vui vẻ nè, nhiệt tình với những cái bạn trong công ty. Còn nãy giờ thì thấy em giới thiệu về mình, thấy em làm bên điều dưỡng. Thì theo như cá nhân của Quốc Nghĩ á, rất cần thiết cho một cái gia đình. Với lại hồi nãy là bạn Nam bên kia có nói là rất thích một cái nụ cười, mà nãy giờ từ khi xuất hiện trên sân khấu tới bây giờ là cười mỉm suốt luôn, rất là dễ thương. Thành ra là qua cái chương trình này cũng mong là hai bạn tạo cho nhau cái cơ hội tìm hiểu, và nếu mà có duyên nữa thì tiến xa hơn thì tuyệt vời. Rồi, cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Em đi với ai? Dạ em đi với lại em trai của em ạ. Em trai ơi. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Dạ em xin chào tất cả khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em thấy tốt nhất ở chị của em đó là chị em rất là nỗ lực và luôn luôn phấn đấu để dần hoàn thiện cái về cái con người của mình cũng như về cái sự nghiệp của mình. Và trong cái tình yêu thì chị rất là thật lòng. Em hy vọng trong cái chương trình ngày hôm nay thì chị sẽ tìm được ngọn lửa, cái hơi ấm của cái anh bên này. Em cũng cầu chúc cho hai người tiến xa hơn trong cái con đường tình yêu của mình. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mình mở rào đi. Mở rào đi cơ. Mở rào. Bắt đầu đi. Dạ. Không gian này là của hai bạn đó. Quá nhiều rồi. Anh chào em. Anh có món quà nhỏ này để tặng cho em. Dạ, em cảm ơn. Mong em nhận cho. Em cũng có món quà nhỏ tặng cho anh. Ok, thank you. Đằng trai đó Linh vừa mới gặp cái là wow. Xin phép chú Quyền Linh với cô Anh Văn thì bàng hoàng mở món quà ra xem thử có cảm thấy như thế nào món quà này. Món quà này là ở đâu em mua hay là sao? Món quà này là tự tay mình làm trong những lúc thời gian mà nghỉ trưa, mình dành một chút mỗi ngày thì mình làm một chút vậy đó. Anh có tặng thêm cho em là cái son môi nữa, tại vì anh thích thiết thực hơn. Dạ em cảm ơn. Chu đáo quá ha. Còn dạ, bạn gái tặng quà có ý nghĩa gì không? Trong đó em sẽ tặng anh một cái móc khóa hình viên thuốc. Để khi mỗi lần anh đi đâu anh nhìn cái viên thuốc anh sẽ nhớ là anh có từng quen biết em. Ok. Dạ. Thì theo em á, là cảm nhận của em á, hiện tại giờ đang gặp anh như thế này thì cảm nhận như thế nào nhỉ? Em khá là run. Khá là run. Run là sao? Run là gặp anh hay là run về vấn đề là sao nè? Thì nhìn anh em cảm thấy là anh là một con người rất là chín chắn trong lời nói của mình. Trong lời nói của anh em cũng cảm nhận là anh rất là thật lòng trong từng lời anh nói, từng lời anh chia sẻ. Ok, cảm ơn em. Thì trước khi mới mở rào ra thì anh nhận thấy trời ơi, wow, một nụ cười rất là anh không thể nào mà tưởng tượng được. Toàn năng, đúng là một người toàn năng. Thì chết từ ánh mắt nhìn đầu tiên rồi. Rồi thôi chết rồi, ông tự ông nói chết luôn rồi. Vậy đối với anh thì anh cần người phụ nữ của anh là chăm lo cho gia đình. Dạ, còn em chỉ cần người chồng của em một điều thôi. Dạ, em chỉ cần người chồng của em là chân thành là được. Còn nếu như khó khăn gì cũng có thể vượt qua, nếu như không có sự chân thành thì không thể nào vượt qua được bất cứ khó khăn nào hết. Ok. Dạ. Theo em thì khoảng bao lâu, nếu mà mình cho trong cơ hội khoảng bao lâu thì mình có thể tiến tới cái hôn nhân được? Em thì tuổi này là lúc nào em cũng sẵn sàng, quan trọng là đối phương của em phù hợp là em sẽ tiến tới hôn nhân à. Thì theo dự định của anh á, thì có khoảng một năm rưỡi thì mình có thể sau thời gian là mình tiến tới cái chuyện là kết hôn.
Thôi để giải tỏa không khí này, hát tặng bài cái đi, rồi mình tiến hành bấm nút đi. Vân nghĩ chắc Linh Vân uống trà sữa luôn đi à. Chứ cũng để cũng không cần đếm luôn á. Đối với anh á thì theo quan điểm tình yêu anh á thì anh không có cần phải hứa thật là nhiều, là mất công anh hứa rồi anh không làm được gì hết. Thì sẵn đây anh đến trình này, anh sẽ hát em một bài, một ca khúc của bài Không Cần Phải Hứa Đâu Em, một khúc thôi ha. Vì con tim anh yêu em nên sẽ không cần phải hứa đâu em, dù cho nay bao phong ba chia đôi ta cách xa, vẫn mong vẫn chờ vẫn hoài ước ao, tình luôn to sáng như những ánh sao, và anh tin có một ngày em sẽ về với anh. Bây giờ chúng ta còn 30 giây nữa, mình hãy nói những cái gì cảm nhận của đối phương và trong tim mình hiện nay thế nào, hãy nói với bạn ấy biết đi. Dạ. Rồi tiến hành bấm nút. Cảm nhận của anh á, lần đầu tiên mà khi mà màn nó mở ra rồi, anh đã qua rồi, là anh cảm thấy là nụ cười em đã khiến anh là chết lúc đó rồi. Nhưng mà giờ từ khi gặp em á, cảm nhận khi mà gặp em rồi thì nói chuyện á, anh cảm thấy một người phụ nữ mà anh đang cần á là em chiếm hết là 80% rồi, còn lại 20% là anh để thời gian trả lời. Thì mình đến đây á là một cái duyên rồi, mình cho nhau cái cơ hội nha. Dạ rồi. Có em sao nói đi. Em cũng đến đây là cũng muốn cho mình một cơ hội, nếu như mà có thể thì anh và em cùng cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu nhau, okay, tiến xa hơn. Ok. Hãy để tay vào nút bấm. Đến bây giờ chúng ta hãy lắng lòng lại và kiểm tra xem thật sự đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Rung động thì bấm, không rung động thì không cần bấm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Chúc mừng, chúc mừng. Hãy nắm tay nhau nào. Bắt đầu từ bây giờ, bạn các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau rồi. Dạ. Một nụ hôn đầu tiên, bắt đầu đi Nam. Xin phép em cho hôn em nha. Anh xin phép em. Được rồi, sớm tìm hiểu nhau và chăm sóc nhau, chăm sóc mối tình này cho nó đẹp nha. Dạ. Vun đắp cái tình yêu này cho nó lớn lên nha. Dạ. Anh thì một vợ hai con nhưng mà đã ly hôn rồi. Em lập gia đình sau khi ở được có 4 tháng rưỡi là em ly hôn luôn á anh, chưa có con. Nhưng mà mình chờ đợi coi phía bên đối phương của mình có một cái gì thay đổi hay không. Muốn có thể hàn gắn lại. Nào xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Em hát đi dù mây hạ về, hà trắng miên man tình buồn, dòng sông này là hát trên cây, mây trôi trôi chim ngu đôi nhớ. Trời ơi, nhà trai còn thưởng thức âm nhạc nữa. Thôi, chào anh. Thôi chào anh. Ta vừa đi vừa hát coi bộ lãng mạn quá ha. Không có, tôi nói anh Quyền Linh nghe thế này. Dạ. Cái bài này là có người thần tượng cái người ca. Ủa vậy hả? Không biết ai nữa. Bảo Yến hát hay lắm. Nhưng mà có người thần tượng hơn nữa. Ai nữa? Trời ơi, là bên đó, là nói bên đây đó. Ủa vậy đó hả? Trời ơi, Vân thần tượng chị Bảo Yến, nó là mê chị Bảo Yến dữ lắm. Rồi, bài. Nào bây giờ bạn giới thiệu mình đi. Dạ, em tên là Lê Thị Thảo, em sinh năm 1970. 50, trời ơi, nhìn Thảo rất là trẻ trung luôn đó. Dạ, chị Vân. Thảo là quê ở đâu? Dạ, em quê ba là ở Tiền Giang, Gò Công Tây á anh. Còn quê má là ở Hóc Môn. Lúc trước em buôn bán, rồi sau đó em nghỉ ngơi khoảng này khoảng 9 năm. Bây giờ là đang ở nhà thôi? Dạ, ở nhà chăm má, nhưng mà mới mất này khoảng năm. Rồi, bạn bên nhà trai giới thiệu đi nào. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chẳng bạn dạ. Gái bên kia. Tôi tên là Nguyễn Hữu Lộc, 56 tuổi, quê ở Bình Phước chị. Nghề nghiệp là lái xe, cũng hơi lớn tuổi, giờ xe lái tôi. Dạ. Trời, anh cũng hề hước vui nhộn ghê luôn á nghe. Vậy là cái địa lý đó sao Linh? Nó cũng không gần lắm. Vậy hả? Cũng khoảng 140 đến 150. Không, đường Bình Phước giờ chạy ngon lắm rồi.
Rồi bây giờ bạn nói đi, bạn nói ưu điểm của bạn là gì và khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em là thích sạch sẽ và gọn gàng, tươm tất được khi trước khi mình bước đi ra đường là lúc nào cũng vậy hết. Cũng như nhỏ lớn vậy là em rất là chăm lo làm ăn, chăm chỉ. Và cái nhược điểm của em là tức là trong cái thời gian mà em ly hôn rồi và em không có biết cách chọn lựa, tức là sau ly hôn rồi em bị tổn thương nhiều á. Rồi cũng có nhiều người lớn người ta thấy em hồi xưa biết buôn bán giỏi, người ta cũng giới thiệu, mà sao em cứ nhìn cái lần đầu tiên em nhìn em thấy không có cảm tình, lúc đầu là em không có tìm hiểu là em cho qua hết. Là tức là cái cơ hội đó em mất rất là nhiều. Và có thể là 5-7 đám luôn. Nhưng mà nó là mấy có mấy người con rồi? Em lập gia đình sau khi ở được có 4 tháng rưỡi là em ly hôn luôn á anh, khoảng năm sau là ly hôn luôn, chưa có con. Đó, em ly hôn nay là bao nhiêu lâu rồi? Dạ em ly hôn năm đầu năm 2001 cho tới nay là 19 năm. Trước đó là tìm hiểu bao lâu? Dạ không có tìm hiểu, đó là do anh chồng thấy em buôn bán nó giỏi là ảnh cũng giới thiệu, rồi cái năm đó thấy 30 tuổi mà thấy ông xã cũng trắng trẻo đẹp, mình nghĩ là từ hai cái nghèo là mình lo làm ăn là được thôi chứ không có nghĩ là chọn giàu, em chỉ nghĩ là vậy. Mình nhà em cũng nghèo nữa. Mà lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, không có tìm hiểu. Là sau đó là mua căn nhà rồi mâu thuẫn về tiền bạc là chia tay luôn, em về nhà em ở rồi mạnh ảnh anh đi anh ở bên đâu không biết, ảnh đi chỗ ảnh làm, rồi sau đó anh không chịu quay về xin lỗi gia đình được khoảng gia đình năm sau là gia đình thấy là không có thật tình là kêu em phải ly hôn. Ồ vậy hy vọng là ngày hôm nay sẽ là kết thúc cái vấn đề mà không may mắn đó của bạn. Anh có cho biết cái đường tình duyên của anh thế nào? Anh thì một vợ hai con nhưng mà đã ly hôn rồi. Ly thân thì năm 2009 nhưng mà chính thức ly hôn thì 2019. Rồi hai đứa con dở với ai anh? Hai đứa con dở với mẹ. Con đã lớn thì cũng đã đi làm hết rồi. Anh là có ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Khuyết điểm của tôi thì hay hút thuốc, nóng tính. Còn ưu điểm thì nói đúng hơn là việc gì cũng biết làm, kể cả việc nhà. Rồi hiện nay anh không lái xe nên nhà làm gì? Giờ vẫn còn lái xe. Tức là anh có xe nhà riêng. Rồi. Rồi sống với ai? Sống một mình. Bây giờ anh muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào nè, anh nói đi. Chỉ cần mấy chữ thôi. Chung thủy hiền lành thật thà. Vậy thôi đúng không? Vậy thôi. Chào anh. Mình dán bên ngoài thì anh... Mình dán bên ngoài thì trời xanh sao mình chịu vậy, chứ mình không có đòi hỏi thêm. Đẹp theo cái kiểu của người ta. Dạ. Rồi muốn hỏi thêm anh là tại sao trong 10 năm đó anh không mở lòng với ai nữa? Tại vì 10 năm đó là nói chung là cũng nhiều sự cố lắm. Nhưng mà mình chờ đợi coi phía bên đối phương của mình có một cái gì thay đổi hay không. Muốn... Có thể hàn gắn lại để cho... Muốn hàn gắn. Thôi, chào bạn gái. Dạ, anh chào anh Linh. Mình muốn... tìm một người tri kỷ như thế nào? Trước tiên là không hút thuốc là cái điều mà em thích nhất. Khuyết điểm của tôi thì hay hút thuốc. Và nóng tính thì cũng phải biết là nóng tính ở cái mức độ nào. Kềm hãm lại và biết hiểu được cái người phụ nữ là cái điều đó là... Trời ơi, cô gái này ngày xưa 19 năm trước là xinh lắm đó. Nhiều khi nhắc lại là em hay khóc lắm. Tại vì em cảm thấy em tủi lắm. Mà bây giờ em vừa siêng năng nữa, mình cũng là siêng năng biết lo làm ăn đúng nữa rồi. Tự nhiên sao cái đường tình duyên nó lận đận. Tại sao không phải lận đận mà 19 năm em như thế em bỏ qua một tuổi thanh xuân rất là đáng tiếc. Dạ. Rồi. Hôm nay em đi với ai vậy? Dạ em đi đến những người mà chị bạn hàng xóm, chị bạn thân. Trước tiên xin chào MC Quyền Linh và cô Hồng Vân. Chị thấy cái anh bên đây cũng là tình trạng như em. Đó, cho nên mà ảnh có những cái ưu điểm, khuyết điểm như vậy đó. Thì bây giờ em cứ soi xét đi rồi cho nhau cơ hội. Tại vì mình cũng là lớn rồi. Cố gắng bấm nút ngay Thảo. Thấy thường không? Anh trai đi với ai anh? Anh đi với năm thành viên ngồi phía trước. Em gái và em trai, cháu gái. Và có một cháu là kêu bằng ông Út nhưng mà nó đăng ký lên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Là cháu áo đen đúng không? Dạ. Thưa chị, chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Thông. Em là em của anh Lộc. Thấy chị bên đây thì cũng được. Chương trình đã tạo cho anh chị cái duyên rồi. Thì anh chị cho nhau cái nợ đều là vui nhất. Bây giờ cảm ơn anh trai, mở rào đi. Rồi đó anh chị cứ thoải mái đi. Anh tuổi con mèo cho nên là anh tặng cho em một con mèo. Dạ rồi em cảm ơn anh. Nhưng mà em đứng đây còn một cái món quà khác nữa. Dạ. Em ơi anh không phải là kẻ tình si, cũng không phải là lãng tử mượn đóa đào kia để tương tư hình bóng.
mà chỉ băn khoăn với trái tim rung động khi lần đầu tiên hạnh ngộ giới qua đào. Nó sẵn đài vậy đành nữ hát, tặng lại bài luôn đi em. Chỉ hát khúc thôi, chỉ tặng chương trình thôi. Chiều chưa phai nắng dấu mòn đưa lối, soi bóng chung đôi mà hoa chia phôi. Sương lạnh chiều đọc vương tiếng thở của người nguyện đời chờ, nghẹn ngào giờ tiễn đưa. Rồi em xin hát đi. Rồi hay quá. Rồi hay vậy. Có cái em hay quá. Dạ. Đây đây ngồi nhìn ảnh đi, ngồi nhìn ảnh nói chuyện nè. Đó. Hát được hả chị? Một cái cà vạt. Thì thường thường nam là chỉ có cà vạt với lại anh đeo em luôn không nha. Biết gì nữa. Em anh ơi, đeo luôn đi. Dạ đeo em đeo không biết đó, giờ em chưa có biết thắt cà vạt nha, anh thông cảm. Tòng vô là được rồi. Đâu em phải cầm phải, đi. Phải nối phải cột rồi, sao? Vô thử đi coi nó sao. Coi như buộc trói buộc thôi vô thì đi. Coi như cái này là em gửi anh về để anh tự thắt giùm cho em, chứ em không có khéo gì cái chuyện đó. Lần đầu tiên anh gặp em thì cũng ngoài sức tưởng tượng của anh. Mình cũng đã lớn rồi thì mình nên chia sẻ những gì nó thuộc về là cuộc sống của mình, còn những cái quá khứ mình nên bỏ cho nó qua, đừng níu lại để nó nặng đầu thêm. Cho nên anh mong muốn sau này là có thể là làm một người để cho em nương tựa được, thấy không, để chúng ta cùng đi tới một cái tương lai, đến cuối một cái con đường. Để người ta thường thường người ta nói như thế này: đợi, thấy không? Ngàn năm anh vẫn đợi, nợ ân tình anh sẽ trả cho em, biến đau thương thành hạnh phúc đôi mình, để bù lại những gì em đã mất. Còn em thấy anh sao? Dạ, qua cách nói chuyện thì em thấy anh là người chững chạc vậy. Anh nói thật với em, đời anh thì khổ có, sướng có, rồi rèn luyện trong quân đội cũng có. Cho nên có thể là mình thấu hiểu được những cái hoàn cảnh, cũng như anh và em cũng có một cái hoàn cảnh tương tự giống nhau. Ủa, anh là bên binh quân đội hả anh? Ngày xưa anh đi bộ đội. Cho nên anh lớn hơn em mấy tuổi hả? 6 tuổi đó, không có ít đâu. Rồi em thấy anh sao? Dạ thì em nghe qua cách nói chuyện thì coi như lần đầu mình không có thể đánh giá hết được con người. Đúng rồi. Thì cái đó là phải để thời gian trả lời. Hỏi có anh có hút thuốc không em? Em mới nghe anh nói có hút thuốc rồi phải không? Hút thuốc thì nói đúng là anh rượu, bia, cà phê là anh không uống được. Anh chỉ có hút thuốc, nhưng mà nói đúng là khi nào mà có chuyện gì buồn á là anh hút. Mà anh không uống rượu bia sao anh cũng lại bị có bụng vậy ha? Chắc ngồi nhiều phải không? Ngày xưa là anh chạy tài xế mướn cho người ta, rồi đi chở củi, những năm đó là đường nó không được liền như bây giờ. Ăn uống thất thường, đau bao tử. Xong rồi bắt đầu là anh đâm nghệ đen, nghệ nghệ vàng của mình với mật ong, với muối thì anh đâm ra anh quậy nước anh uống. Uống 3 tháng thì nó hết. Hết xong rồi bắt đầu nó mập. Nó mập kiểu là uống nước cũng mập. Cho nên từ năm 95 giờ cứ vẫn vậy, không lên mà không xuống. Cũng hiện giờ anh vẫn còn chạy xe hay sao anh? Thì anh vẫn còn chạy xe, bị nghề nghiệp của anh mà. Em ở thành phố thì anh ở Bình Phước thì cách nhau chỉ 100 cây thôi. Nhưng mà trên đó thì gia đình anh thì cũng ổn định. Còn về trên đó sống á, ở dưới này em sống bằng nghề gì? Dạ em nghỉ bán lâu rồi em, 9 năm rồi. Trong rồi, khoảng được thời gian cháu. Đó. Dạ em chưa có con. Vậy thì mình cũng dễ tính rồi. Nhưng mà đối với anh thì có con khác, còn em chưa có. Không, thì nó mâu thuẫn là... về cái bản thân em là em chưa có con, ở cái tuổi này là rất là buồn. À, dạ. Cái đó nói về cái đó thì ăn thua người phụ nữ thôi, chứ anh thì lúc nào cũng được. Anh là vô tư, ngắm là bây giờ anh nuôi nổi một bà vợ với một đứa con mới sanh nữa không? Nuôi nổi em. Đó thấy chưa, ta khẳng định ta anh nuôi nổi. Con kìa. Nhỏ, anh cho nó bú được không? Nổi giùm em. Là, hả? Cái việc đó em yên tâm đi, anh đã qua 2 đứa con rồi, anh rành lắm. Giờ anh cho em quyết định, muốn ở Hóc Môn thì vẫn được, không? Anh thu xếp được, còn muốn về Bình Phước cũng vẫn được. Đó, hay chị quá. Nhớ tính sau đi ha. À, suy nghĩ thật là kỹ, đây có phải là cái người đồng hành với mình cho đến cuối cuộc đời hay không? Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 3 2
1. Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng anh. Đó. Chúc mừng, đến sách như này. Rồi, hãy nắm tay nhau đi nào. Mình đã đồng ý hẹn hò. Người ta rất là mắc cỡ cho nên anh làm sao anh làm. Dạ đó, em xin cái đó thì ta. Cái vấn đề mà nắm tay nhau nó sức bình thường, không có gì mà khó khăn hết á. Đó, người bạn cũng nắm tay được mà em. Dạ. Chi đây là mình đã chấp nhận mình hẹn hò với đúng nhau rồi. Thêm cái nữa là gì, bấm nút hẹn hò bắt buộc mình phải hôn, nụ hôn đầu tiên đó. Chứ chị bấm. Dạ thôi vậy được anh. Không được. Khi chị bấm nút chị nghĩ điều gì? Dạ thì em nghĩ là chắc để tìm hiểu đi. Đúng tại rồi. Vì cái quan trọng là cái lúc đầu tiên cái nhìn nó có thiện cảm rồi còn cái tìm hiểu nữa. Em biết không, thực ra cái nụ hôn này nó không phải là một cái gì đó ghê gớm. Đó là một cái sự là em xác nhận rằng đây là một cái người mà em có thiện cảm và cái người em sẽ chọn là để chúng ta sẽ tìm hiểu với nhau, để có thể là đồng hành với nhau. Linh ơi, 50 năm không tiếp cận với đàn ông. Đúng rồi. Thông cảm. Rồi, anh nhẹ nhàng coi nè. Đó, quá hay luôn. Nè. Quá hay luôn. Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vita Dairy. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Nhãn hàng Kinderly, cà phê hòa tan mang đi, mang lại sự tỉnh táo, đánh tan cơn buồn ngủ. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Cố gắng nha. Ít cưng quá trời cưng luôn.